Sao em lại ra đây? Không phải vì anh à? Anh đứng đây sương ướt hết cả rồi. Anh thấy mình xấu hổ quá. Khi nghĩ về nhân quả cuộc đời, anh ước ao tội ai người đó chịu. Nhưng ông trời đâu có dễ dàng như thế. Anh đã sai với em. Anh không phải với bạn thân của anh. Nhưng Ngân Hà, con gái chúng mình, nó lại phải chịu tội tất cả. Anh yêu cái Ngân Hà. Anh yêu cái Ngân Hà nhất cuộc đời này. Nhưng chính anh lại là người bố làm con mình khổ nhất. Có cái cây đắng nào hơn cây đắng này không? Có cái cây đắng nào hơn cây đắng này không em? Ai cũng có thể sửa sai mà. Chúng mình cùng sửa sai. Em sẽ nghĩ cách. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Giữa bọn mình là mối tình đầu mà, cũng đã có nhiều thay đổi. Nhưng anh á, anh luôn mong cùng em á, xây dựng một mối quan hệ bền lâu. Anh biết em hiểu tình cảm của anh mà. Anh chỉ không hiểu á, thực sự rào cản của em là gì. Có thể em đang e ngại á, chuyện quá khứ của ba mẹ chúng ta. Đúng, dạo này á, mẹ anh đã về Việt Nam. Anh đoán chắc mẹ cũng đã tìm em rồi ha. Em nhìn anh đi, anh đâu còn là cậu sinh viên non nớt ngày nào nữa. Bây giờ anh trưởng thành rồi mà, anh muốn có quyết định của riêng mình.
và anh đã có quyết định của riêng mình. Quyết định đó của anh là em. Cho bọn mình một cơ hội đi. Cho anh một cơ hội. Anh không phà với bạn thân của anh, nhưng Ngân Hà, con gái chúng mình, nó lại phải chịu tội tất cả. Anh yêu cái Ngân Hà, anh yêu cái Ngân Hà đến cuộc đời này, nhưng chính anh lại là người bố làm con bị khổ nhất. Anh vẫn chưa thông báo cho mọi người là anh ra ngoài rồi ạ? Chưa. Anh cần tranh thủ thời gian để xử lý vài việc. Cảm ơn em, thời gian qua đã âm thầm giúp anh. Anh đừng khách sáo với em như thế. Nếu mà không nhờ có anh gửi tiền về quê suốt bao nhiêu năm qua, làm sao mà em được học hành tử tế như bây giờ ạ? À, anh dặn quản giáo chưa? Nhỡ người ta báo. Yên tâm, anh xử lý ổn cả rồi. An Nhiên sẽ nghĩ nửa tháng nữa anh mới ra tù. Mà trước giờ cô ta có nghi ngờ gì em không đấy? Em vào spa trước khi anh xảy ra chuyện, thế nên chắc là chị không nghi ngờ gì đâu ạ. Em đã gửi contact mà anh cần rồi đấy. Ừ, anh thấy rồi. Cảm ơn em. Với ngày mai chắc phải nhờ em đón bác giúp anh. Vâng ạ.